Rồi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay Khôi quay cái clip vào buổi tối. Khôi chúc anh em một buổi tối vui vẻ anh em nha. Rồi, thì hôm nay cũng là những cái ngày sắp cận kề bước sang năm mới âm lịch rồi. Thì những anh em nào chưa có loa đài hoặc đang quan tâm thì đây là một cơ hội rất là tốt để anh em mua hàng cũng như là một cái lời tri ân của Lê Khô đến với anh em. Thì Khô sẽ bán với những cái mức giá tốt nhất có thể anh em nha. Và trở lại với cái món hàng ngày hôm nay, Khô tiếp tục giới thiệu đến anh em một cặp loa đến từ một thương hiệu rất là cao cấp và nổi tiếng của Mỹ. Đó là Antech anh em nha. Antech thì quá nổi tiếng rồi, chất âm thì gọi là quá ngọt ngào rồi. Và quan trọng là anh em yêu thích cái dòng nào, model nào thì mình sẽ chọn cho mình một cái cặp loa về để chơi Tết. Đây, đầu tiên là Khôi quay ngoại hình ha, lưới zin, thùng zin, nói chung là thùng vân gỗ rất đẹp anh em nha. Kích thước của nó bằng với JBL 100 Century, nói chung là thùng thì đẹp hơn anh em nha. Cái thùng gỗ này là đẹp hơn, thùng vân gỗ này thì Khôi đánh giá là nó đẹp hơn cả cái thùng của Century anh em nhé. Rồi lưới cũng vậy y chang, nói chung là tất tật là như nhau. Rồi còn bây giờ mình sẽ khám phá bên trong xem thử nó có cái gì hơn nha. Có gì hơn đây nè, lưới nó còn zin ha, logo zin luôn, logo này này anh em nhìn ha, nó thiết kế rất là xinh xảo này, rất là công phu ha. Rồi bên này cô sẽ tháo luôn cả hai bên để anh em cùng xem. Cặp này thì giới thiệu với anh em là được thiết kế hai quay, nhưng mà thật sự là nghe nó giống như ba quay anh em, vì ở các cái dòng loa Antech thì được thiết kế một cái cốt server, cái tinh chỉnh rất là to và chỉnh tiếng cũng rất là hay anh em nha. Chỉnh cái dãy trên đó rất là tuyệt vời. Thì cặp này được thiết kế hai đường tiếng, một lỗ thông hơi. Đây, bây giờ anh em xem model ha. Đó, đây là cặp loa monitor 8A anh em ha. Đây này. Cặp loa monitor 8A. Nó được thiết kế là 40W và độ nhạy là 8 ohm. Trợ kháng 8 ohm. Nói chung là rất là dễ ghép âm ly. Con này đánh đèn tốt anh em nha. Thì đây em có xem được cái một bài viết ở trên á, thì cứ nói là bát, người thì nói là bát 26, người thì nói bát 30, người thì nói bát 25. Thì hôm nay Khôi sẽ đo trực tiếp luôn nha để anh em xem. Thì cái dòng này á là ngăn mút đã bị mục ha. Monitor anh em để ý là các cái dòng loa monitor thì bắt buộc người ta sẽ sử dụng cái gân mút anh em nha. Rồi người ta sẽ không sử dụng gân vải. Đây bây giờ em sẽ đo này, đo từ cái kiềng này vào là 30 anh em nha. Anh em nhìn ha, đo này, đo là cái này là 30. Quay lại bên này anh em nhìn được không? Nhưng mà nếu như mình đo từ cái lòng bát đó, đây thì nó là 25 anh em nha. Đây nó là 25 đó. Nên cái bát này á tùy anh em gọi, thế thôi bây giờ Khôi cứ nói là 25 đi ha. Chứ còn mình nói 30 thì anh em lại phản ánh đây 30 nè, nên thấy rõ ràng ha. Nhưng mà nhìn đo phía trong này là bát 25 đó. Rồi ok, được thiết kế làm một bát 25. Thì đây là cái đời này là đời cũ móng anh em nha. Đời này đời cũ móng, thì Khôi đã lúc mà tháo ra để đi đi làm gân á thì Khôi đã xem qua rồi. Có server rất là to, cục chép cũng kinh khủng khiếp nha. Rồi cái đó thì lo hạng nên anh em có thể tham khảo thêm ở trên hạng nha. Rồi thùng đẹp anh em, rất là đẹp nha, tuyệt vời. Nói chung là một cặp loa này rất là hiếm nữa. Nói về chất âm thì Khôi có một cái sự đánh giá như thế này, là cặp này cho chất âm rất là ngọt ngào, đặc biệt là cái dãy trên chép rất là bé, rất là sáng anh em nha. Nghe hai đường tiếng nhưng mà rõ ràng lắm, y chang như ba đường tiếng. Anh em đừng có quá là chú trọng quan tâm là tại sao hai đường tiếng và ba đường tiếng anh em nhé. Rồi
Bây giờ thì em sẽ test chất âm nha. Mấy cái chỗ loang 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 này là nó bị dơ anh em ha. Đó, thì cái đó mình sẽ chùi lại không sao hết. Rồi. Bây giờ Khôi sẽ test một đầu tiên là một ca khúc về Trữ Tình và Như Quỳnh anh em nha. Sau đó thì cũng sẽ test thêm nhạc khác. Rồi. Còn thời gian thì mình sẽ test thêm. Bây giờ mình sẽ mở bài cái Như Quỳnh ha. Để Khôi mở cái bài quen thuộc đi ha. Rồi. Bài hát này là rất quen thuộc đây nè. À, mấy ngày này cảm nên hơi hơi khó chịu tí nha. Nói hơi khàn khàn nên em thông cảm nha. Bay vừa bay ngang qua, anh em đợi chút xíu nha. Thank you.
Rồi, rất là hay đúng không em ạ? Nghe Bolero thật là tuyệt vời. Thì anh em có yêu cầu thì clip sau cô sẽ test thêm nhạc trữ tình, nhạc hòa tấu để anh em cùng thưởng thức. Clip của Khôi xin kết thúc tại đây. Cặp loa này vào những cái dịp Tết này giá rất là tốt anh em ha. Ngày thường là 15.500 nhưng mà hôm nay Khôi sẽ bán trước Tết cho anh em là 13.500. Nếu anh em nào sở thích, yêu thích và muốn sưu tầm, cặp loa này có giá trị sưu tầm anh em nha. Ánh Tết monitor 8A rất là hiếm. Thì anh em nhân tay sở hữu cặp này, vừa chơi Tết vừa được giá tốt và để sưu tầm. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.